nói những sự thật mà người đời không biết, thì nó có chánh và tà ở trong đó. Tự ngồi chính đây nè, để đứng bình. Chẳng nói đây mà đây nè. Rồi ghế bên đây nè, chính ghế đầu bên kia. Ngồi lên đó. Ngồi ghế gì sao đó đi. Rồi ở bên kia. Ngồi ghế phía sau đẳng đi. Ngồi chỗ gốc cây đẳng tới tên gì? Dạ tên Hồ Chiến ha. Chiến chỉ biết như vậy, việc này á là một người lạ nhất và một người dám nói sự thật mà có rất là nhiều người không dám nói và dám nói cả bên Việt Nam thì có bên Mỹ mà có cái hay là không ai ghét. À, chửi họ không hồn ghét mới là hay, cả quốc gia cũng không ghét mà về cộng cũng không ghét, họ chỉ là gùm gùm thôi, những người không hiểu thôi. Chứ mấy ông chính trị là thoát mình ở hải ngoại này rất cũng cái đó không phải dễ làm nha. Còn những người đó là những người có chánh nghĩa, không ai ghét gì hết. Nhưng có những người mà tâm không chánh nghĩa mà hàng ngũ hải ngoại mang danh là chánh nghĩa, họ vẫn ghét những người thì họ ganh tị, chứ không phải ghét kiểu như mà phải triệt nhau mãi. Chuyện này không danh không lợi, người nào là thù với chuyện là người đó vô lý á. Chuyện này đâu có lấy tiền của ai đâu, đâu có gạt ai gì đâu. Chuyện nó thích nghe không thích thì thôi tắt, thiếu đại nghe coi đại này đầy kia đi. Thì cái đó là ở thời đại này có một người duy nhất. Vì mình làm bạn cũng được rồi, nói nhiều quá rồi. Từ từ nghiên cứu sao đi, nghiên cứu cực kỹ. Nhưng mà vô được hơn một số người đồng là họ không hề nghiên cứu, họ chỉ nghe với cái tâm của họ bị loạn, cái đầu của họ cũng bị loạn luôn. Họ nghe có một cái clip mà gần đây họ không có hiểu trời đất gì hết, họ lên họ chửi tùm lum này. Cho nên việc khuyên là đừng có nên như vậy, phải nghiên cứu cho kỹ đi. Người khôn người ta phải từ từ quá phải nghiên cứu cái thằng này nó khùng độ nào. Ví dụ mình không thích nó mình phải coi nó khùng đến độ nào, khùng dưa ấy là khùng bỏ tay quá không lại chửi thì lúc đó để mà đừng có bị mất cái duyên tốt. Cái duyên mà gặp những cái kỳ lạ thời nay không phải là dễ tìm đâu đó. Mà tới đây Tống nhớ bay tới qua rồi bỏ công ăn việc làm phải có mục đích gì. Mục đích nó có nhiều mục đích lắm, mỗi người tới đây đều có mục đích. Không mục đích gì thầy. Phải có, phải có mới tới. Không có nằm nhà mở mà làm không tới là lý do nào? Ra là để bởi như muốn luôn. Quay sợ sống không có thành công. Thì Thái á là đứa nó nói là đó qua chuyện gì? Dạ, con đi du học. Du học? Dạ. Con đi du học và con ở bên cho cha. Con ở, con mới qua du sinh được nói với phụ là 3 tuần. Nhưng mà cái plan con du học rồi không phải con lúc cha mới qua. Dạ, không đại du học. Tại vì thôi mắc cỡ gì nó đại đi. Thì cái nói là xa xôi chút là con tự túc á. Là lý do hồi xưa. Sao qua đây được khó quá lắm. Chứ không phải là ai qua đây
cũng còn chú gia tôi xuống. Biết mình nói vui vui thôi. Yeah. Nhưng mà giờ sao có học cái gì nữa. Mang tiếng du học qua Nhật, qua Mỹ, qua Nam Hàn, qua Úc. Ở đây, qua đây rồi mới biết. Lấy cái bằng 4 năm BS Green thôi. Cũng chạy ra chọc dậy đúng không? Thôi thì đưa hai cây quẹt quẹt mấy cây dũa một cái rồi bán kiếm 5-7 nghìn. Lương nhiều hơn Bác Trọng gấp 10 lần thấy đã. Tôi rủng rỉnh là được rồi đúng không? Ai cũng nhìn thấy tiền đâu ai chịu mà ngồi học. Mà học vô học sinh mà đóng kiểu này mà general từ cái college bình thường mà vô tới UC thôi là chúng chết. Rất là khó. Nhưng có những cái qua đây hồi 8 tuổi, 10 tuổi nó có thể làm được. Còn tuổi của mình á là chỉ là mong sao cho có rủng rỉnh để về có cái nhà ăn chen rồi về u. Thầy có những clip của yêu nói dù mới thì nói lại là 6 triệu người như vậy ở hải ngoại cộng với những người qua cũ như kiểu Việt thì tổng cộng trời Phật ở trên cho 6 triệu chim hiền khắp 500. Mục đích của mình làm gì nữa? Mục đích là một ngày mà cái nước Việt mà Bác Hồ mà xả nghiệp trình cho mình xong rồi đó là này nhân tài, nhân tài. Lúc đó cái nghề mà hiện giờ mình cần mới vũa đó, nó là tạm bỡ. Còn mình chỉ cần biết cái lời, cái lối sống của Mỹ, cái tự do như thế nào, mình làm bất cứ cái vụ nào từ nhỏ tới lớn của nước Việt, hay là thậm chí mình mở một cái tiệm tóc, tiệm nail ngay đường Nguyễn Huệ, mình cũng giàu hơn ở Mỹ. Cho nên lúc đó tự động sắp thì doanh nghiệp bay về Việt Nam vô 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 à, nhưng mà kiểu phải bay trước dù mới bay sau được. Chị chưa về vô về kỳ này là nó lột sạch luôn á. Tại vì bây giờ ở bển không có luật lệ. Sau này nếu mình nó không có thì cứ chờ. Cái nghề mà là nghề tạm bợ. Những đứa mà du học qua Nhật chúng là tạm bợ qua bữa ở Việt Nam về là quay không với làng xóm. Nhưng mà bản toàn là lao bàn với bưng đồ ăn rồi, chứ Nhật tới đâu có dạy nghề. Rồi Nam Hàn cũng vậy. Còn phụ nữ mà qua Đài Loan thì làm nghề gì? Để dừng thôi. Chứ làm gì vậy? Mà mang tiếng là đi nước ngoài không? Mà trong khi 100 đứa, mà đứa nào hên lắm mới ngồi đây. Ở trong khi còn 90 đứa bệnh bẩn là cứ nhìn đứa chạy bàn, đứa vũ neo bên này lại chặt lưỡi hâm mộ. Thấy một cái quốc gia, một cái dân tộc, con rồng thổ tiên, mình thấy có nhục nhã không? Nhục quá không? Mình khôn mà, mình đâu có phải như mấy cái hàng mạng nhậu vậy, cái tự mấy người mà thấy đây đâu. Người mình có trí tuệ. Vậy mà tại sao đến nông nổi? Suy nghĩ đi, cái câu chuyện đó là tại sao nông nổi? Sẽ có một người làm cho nước Việt không còn bị cái sự gọi là bất công này. Ví dụ như trời sinh ra một quốc gia nó lười biếng, nói những quốc gia giống như Haiti, những quốc gia Phi Châu hay là Mỹ làm biếng, nó nghèo rồi nó buôn lậu này nọ. Còn cái đầu của chúng ta không có phải như vậy. Qua đây cha mẹ những thời năm 75 qua đây, cha mẹ là bỏ báo làm rửa chén này nọ, nhưng mà con vẫn ra bác sĩ kỹ sư như thường, là mình hiếu học, mình thông minh, cả hai đời tử cũng vậy đúng không? Cái nghề cái này á, thôi vô bác chỉ tôi làm thôi, chứ mẫu mà tôi ngửi cái này về tôi thấy con tôi dội muốn chết. Cái người mà không chịu chemical cũng phải làm luôn á, 3 năm 5 năm thôi là nó vô trong phổi là có ba cái mười tiệm neo xong tự nhiên cái thằng khám ra là do ba cách đó nó làm ung thư. Nên việc cố gắng làm sao một thời gian không bao lâu tất cả chúng ta phải làm công việc thật sự của chúng ta, chứ mỗi ngày mà vô đó mà quẹt quẹt 8-9 tiếng thấy thời gian nó lâu rồi. Đồng thời cái mai của mình, cái đầu của mình á thì trên trời, mình làm chuyện dưới chân này cảm thấy nó hơi phí tài, cái cảm thấy mình thiếu sót cái gì đúng không? Chuyện này cũng vậy, đi làm chủ có rất là nổi tiếng ở đây, nhưng mà chị cũng cảm thấy cái hẻ cái đẳng
làm một cái business, một cái gì bình thường vậy, thì còn có một cái chuyện gì muốn làm lớn hơn nữa mà chưa được. Cho nên bề trên mới cứ khuyên hoài con không có được nôn nóng, cơ trời đi có lớp có lan, đi đồng bộ, chứ không phải mình muốn là được, đi là đi cả thế giới chứ không phải riêng một nước Việt. Cho nên cứ chờ đi, sẽ có một ngày con rồng cháu tiên sẽ rạng danh năm châu bốn bể. Bay qua qua lại hoài nên gắn bay qua nữa nha, cho máy bay rồi nó lên kinh tế của Mỹ rồi lên ok Southwest Airlines rồi tóc của nó tính không rồi đó chứ. Nhưng mà có một số người á khánh thành tùy theo cái lượng người nhà đó được biết chỗ này ai nghĩ gì khánh thành thì chỗ này hồi nãy hết người biết mà khánh thành dữ lắm, mình biết là có gặp được có gì đủ thì đó, để gặp thầy chắc vô á. Ngồi nhà hồi nãy ngồi thiền ôi sao ở đây kêu mình quá trời phải cười ráng ngồi để cầu mong thấn thầm để gặp được thầy nha. Ở như nào ở tỉnh nào? Dạ gốc con là ở Bình Định, nhưng mà cái năm giải phóng mới vô á ba mẹ mới nó thẳng là đi vượt biên cũng 10 lần cả gia đình đi luôn mà gia đình còn không có cái gì lúc đó mới rớt lại thì nói tiếng giống Sài Gòn á. Dạ, nhưng mà cái gốc con là Bình Định, con vô Sài Gòn năm 4 tuổi á. Sao biết vợ? Dạ, ở Bình Định. À, tổ tiên con thì biết. Xưa chắc đi theo nhà Tây Sơn. Nguyễn Huệ. Thì cái sau này học con cháu Tây Sơn á. Tại xưa có võ Bình Định mà ông không ngẫu nha. Ông đi trong 3 ngày tới mà bắt ông bún nhà Thanh chạy quốc trời. Thời đó đâu có gạo đâu, đi dọc đường làm gì nấu ăn, củi lửa rồi bất tiện đúng không. Cái vua Nguyễn Huệ cho quân lính nước bánh tráng. Nước bánh tráng mà bánh tráng mà loại dày dày đó. Từ đó là bánh tráng Bình Định mà nổi tiếng. Đi 3 ngày mà đi ăn bánh tráng không vậy mà ra đuổi mấy giặc tàu chạy quốc trời. Tại vì nó không bao giờ nó nghĩ mình đi lẹ ăn nhiễu không. Tức là một người khiêng trên võng thì cái mệt cái thằng kia đổi suốt cái khiêng đi tiếp mà cứ đi liên tục gì không ngừng, thằng nào đúng 8 tiếng thì lên nằm ngủ tới thay phiên vậy đó. Ba người có một cái võng cứ cầm bánh tráng mạng vậy đó, vậy mà đánh giặc tài. Còn thời này á mấy đại ca mình bệnh đâu luôn mở cửa cái dãy núi mà Lạng Sơn của mình á, bãi năm qua của mình giờ mất tiêu rồi. Hồi xưa mình cần nó đồi núi để mình làm chiến lược cho nó khó chạy qua, còn bây giờ nó ổng chợ mở đường lộ rộng ra luôn. Năm tới 1, 2, 3 tàu để chừng 1000 chiếc xe tăng ngay cái biên giới, nó bấm nút 50 cây số giờ là khách Hà Nội đầy xe tăng của Trung Cộng. Tại vì mấy ổng mở cửa rộng quá đâu có chặn như hồi xưa được. Hồi xưa mình leo núi xe tăng thôi leo, vậy mà phá núi mở đường phiêu quầy hết. Con cháu thời nay khôn dễ sợ. Ông Văn Trình ông nói là Hoành Sơn nhất đá dạng đại thiên nung, người ta cần ở đồi núi để người ta dùng cái đó là chiếc hào đúng không. Tại khi mà bắn lộn á, con cũng đem đi xuống theo con đào cái lỗ nhảy núp núp. Còn nguyên gốc da ở nhà nó núp nó cắn lại, tụi nó tấn công không có được. Vậy mà bây giờ làm freeway hết, để cho nó dễ chạy xe tăng quá. Đó rồi nghe con, bãi chiếc xe sáng nó xịt khói rồi không dám chở nhiều, sợ quá. Hơi lạ. Hơi lạ hả? Yeah. Bây giờ mình đổi thông nha, đổi thông. Đại chúng dùng ẩm thực chưa?
kiểu mấy này á, giờ muốn nghe kiểu nào mình đổi thông lẹ đó. Bởi vì Phật Thích Ca ngày xưa đó, khi mà quỷ Satan á, lúc mà Phật ngồi gấp cội bồ đề mà một đêm mà bụng mọc ra bông sen rồi thành Phật á, là có ngũ nhãn lục thông á, cái quỷ Satan nó dạng nó đẹp xuống kiểu ngọc trinh vậy, cho đứa múa cái vụ Phật rồi tới Phật á, dính cái ái không á, dính đẹp không á, cái Phật cũng lơ coi mấy cái đẹp như khúc gỗ, thế nó làm được. Kéo đầu Mai Dương là quỷ Satan, Mai Dương nó tức, kéo đầu nó chỉ Phật, hôm nay ta phá ngươi không được, sao thời mạt khắc 2500 năm sau ta sẽ cho con của ta, cháu của ta mặc áo vàng đầu tóc đọc kinh của nhà ngươi, phá đạo nhà ngươi. Cái lúc đó Phật khóc, tại vì đường đó là đường chết, Phật đâu có cản được. Thì đó để cho mình biết, và đồng thời thời đó Phật có nói do thời mạt khắc các đệ tử của Phật tại gia xuất gia không có nên cắt hình tướng và không có nên theo màu sắc giảm thanh. Bây giờ mấy ông thầy mặc áo vàng, chắc áo vàng thôi, coi cái áo thường này rất là bình thường. Rồi âm thanh thì mấy ông thầy đó đậy xuống nhẹ nhàng thì âm thanh, còn cái âm thanh này nói nó ôi thằng khùng này biết gì nó. Nếu mà người nghe biết đầu tiên ta sẽ nghĩ vậy. Thì trong kinh Phật ta nói vào thời mạt khắc sẽ có một người phi thường mặc áo đời mà độ được muôn trùng chúng sanh, còn các đệ tử của ta không ai độ được, đệ tử Phật không độ được. Coi kỹ lên đó. Thế mình những cái tiền kiếp thì cũng đã tu rồi, đã kiếm rồi, thì cha mẹ với Phật cho vị tái sanh mang thân người, cái thân người 100 năm nó phù du và ngắn ngủi, không có đủ thời giờ để học, không có đủ giờ ngồi trong chùa, có thầy cái bên đưa uống thánh và có người bưng cơm cho mình ăn thì không có thời giờ đó. Cha mẹ cho Kiệt ra đường phố ngủ từ Bắc Cali tới Nam Cali, đi học phải để dành từ đồng từ cặp, phải nuôi người, phải thương anh em dòng họ gửi tiền Việt Nam, rồi những cái đau khổ trên đường đời đó là bài học tự mình học. Thì hôm nay mới lên đây mới ngồi nói chuyện, nói những lời thật lời thiệt. Chứ mấy thầy mà cắt với âm thanh, mấy thầy đâu có nói lời thật lời thiệt đâu. Mấy ông nói mà lời thiệt Phật tử chạy mất tiêu. Mấy ông cần nhiều Phật tử để mà gây quỷ vận động. Chuyện này họ rất là bình thường, đến làm bạn cũng được, tự nhiên đến tự nhiên đi, không có cái gì gọi là ngủ ai hết. Nên bao nhiêu kinh điển thời nay Phật tử mà căn cơ thấp ấy, không có chi cứu kỹ, Phật có nói trước màu sắc âm thanh nó nguy hiểm lắm, coi chừng. Cái âm thanh của mình bình thường vậy mà lời thật lời thiệt, cái quan trọng nhất mình nói những cái gì từ tâm. Năm năm nay trên mạng nói là từ thật lòng, nói từ tâm, không có nói lời hoa mỹ hay là dụ dỗ ai. Chào bác. Làm xin lỗi làm cái gì? Ba nói ba đẩy ông nội, cái ông làm xong cái bỏ ông già lên chạy vô rừng. Ba kéo ông nội vô rừng làm gì? Ba kéo ông nội vô rừng đi mai mốt con lớn cũng kéo ba vô rừng. Ba nghe không? Thì trước tiên anh muốn hàng này nói hiện anh phải biết ngồi thiền đọc kinh, thì tôi nhìn thấy anh khó đọc kinh lắm, cứ anh đọc kinh không nổi. Còn còn ngày mấy mấy cốc SO mà hả? Anh còn thôi. Nhưng mà trước tiên là anh đừng không cần tu hành nữa, chỉ nghe lời đưa một chuyện là anh bớt được một ống nghiệp và gia đình hạnh phúc. Mình ăn cái gì gọi là đông lạnh thôi, đừng có ăn con đầu sống.
trước khi thức dậy đây, rồi ngồi trên đầu giường ngồi thiền buổi sáng một cái, buổi tối một cái, rồi từ đó anh mới nhìn lại, anh mới ngó quán là những cái chuyện gì của mình, tại sao cái thằng nhóc này thì nó gãi tôi, nó mấy tuổi? À, năm nay 14 tuổi. À, mới 14, trời tuổi yêu với lại cái tuổi nhiều lúc nó dạ, chơi game nhiều á. Dạ không phải là nó không nghe lời anh, mà anh nhìn đó anh biết nó không có dám nghe những cái trẻ khác. Ngày hôm qua cũng có mấy đứa, thứ nhất là nó bị mai nhặt, thứ hai nó chơi game ăn đêm á, là mấy ma mỹ nó chết tuổi rất nhiều, nó làm bạn với thằng nhóc này, cho nên phải đem cái gì đúng, tôi thấy mặt luôn nó coi được. Dạ nó có ở đây anh. Đâu? Kéo luôn đấy. Có nghĩa là mình nói thiệt nghe,